Hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel mình. Hôm nay chúng ta sẽ quay về Clash of Clans nhé. Rồi, trong video nào hôm nay mình sẽ làm gì? Mình sẽ quay về để xem nào. Mình sẽ quay về đánh Becca nhé. Rồi, thì ai đã biết Becca là con gì? Becca là một trong những con mang tính chất con gái. Ok, Becca là nghe nhé. Rồi mình thử đọc. Đây, một con Becca, một con Goblin. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đấu một trận trận kiếm thôi. Đây, trận kiếm thứ 5. Tu ma, trời ơi nó mạnh ơi. Oh my god, nó mạnh mà. Nhìn thôi cũng đủ hiểu, trời ơi. Để cho thám coi. Mình không đánh rồi. Trời ơi sao cay vậy. Đánh sao đánh mấy má. Đánh mạnh vậy. Trời ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Nhưng mà bạn nào muốn vô hội của mình thì bạn cứ ghi là Hương Dương mẹ nhé. Giờ mình sẽ chỉnh sửa hội cái đã. Giảm xuống nè. Còn 900 cúp. Ok. Rồi, ta sẽ đóng một trận Clash of Clans nhé. Ôi vô, mới vô cái làng ấy. Cũng được. Không biết đánh có được không ta. Mình cũng hơi bí. Nhưng mà mình nghĩ là có thể được. Vẫn được. Trong đây thì mình chỉ sợ cái tháp phòng không chứ không có gì sợ đó. Đánh được. Đánh được mà đâu dám đánh. Logic. Ok. Ford. Ok. Xin lỗi bạn nghe. Hồ mạnh hả? Hồ mạnh đứng đánh. Đánh là ngồi cười đấy. Để xem có lính clan không nhé. Oh, không có lính clan. Oh yeah. Vậy thì ngon rồi. Băng Clean King. Thêm một bình xé. Thế là sao? Rồi, 600 mấy dầu đen cơ nè. Rồi, mùng một thêm mình nổ nữa. Một phát nè. Một gậy nè. Sức mạnh nè. Đây combo siêu đẹp. Đấy. Còn sống ngon nhé. Đây. Bè cài cái bắp giấy. Chép mua cái mũ vàng mà phải cần mấy phát rồi. Rồi tội nghiệp. Giờ thả tạm. Khỏi khỏi cần đó. Ăn easy game. Một thao hôn. Đúng không? Quên được rồi. Dòng cấp 2. Xong. 692 dầu đen. Ngon. Hấn lệ thôi. Ok. Không sợ đất mặt, mình sẽ cường hóa tất cả. Xong. Rồi. Một trận siêu đơn giản.
Wow. Ủa, có thử thách rồi nè. Cái gì đây? Nâng cấp 10 mảnh tường hả? Được chưa? Ồ, easy game vậy. May mà tường mình mới nâng lên mới cấp 3. Tốn tiền mệt lắm đó nha. Trời, hai cái nữa. Phần thử là gì? Wow, dầu đen. Yeah, dầu đen 20k, 27 là bao nhiêu? 27 nữa là... Ôi, như đây đó. Nhận thôi. Thích thì cứ nhận, không nhận thì thôi, đếm nhận. Thôi thì, nếu mà có nhiều dầu đen thì chút nữa mình sẽ nhận được. Một con, còn lại là em này hết nhé. Rồi. Ok. Phí dầu đen để chút nữa nhận thôi các bạn. Ờ, từ từ, dầu đen mình bao nhiêu? Shit. Ôi khỏi đi. Đừng nhận mà, tao xin đây, đừng có nhận gì hết á. No. Con gì cũng được. Ôi không. Giờ sao đây? No, pháp sư đi. Pháp sư. Còn lại là PK. PK rộng xong. Oh. Mém nữa là chi phí. Hồi con này nó ba Godlin. Thả pháp sư. Thế là xong. Cái cúc. Tiếp theo là gì? Phá hủy đòn lung hả? Hơi khó ha. 6 triệu. Hơi hơi đắt. Còn bên đây thì mỗi ngày nâng lên cấp 3 rồi nhé. Rồi, tìm kiếm trận cơ. Wow. Oh, phá lò núng không? Phá lò núng không? Vậy thì cứ làm nhiệm vụ thôi. Đúng rồi mày ơi. Đúng rồi, phá đây. Đúng rồi mày ơi. Phá đây. Xong một cái lò nôn nhé. Đúng rồi, ăn cái nhà chén đi. Yeah. Bụp. Xong. Thời gian mình có thể ăn một sao rồi đó. Nhưng mà thôi, nhiều đó cũng đủ. Hiện tại thì mình tổng cộng có 2 triệu. Mệt quá, 2 triệu đúng không? Sắp chuẩn bị xây cái này rồi. Sau đó chúng ta sẽ, tại vì mình còn có một thứ nữa, một trận game. Là mình có cái này nè. Bán là bao nhiêu? Bán có 50 ngọc bán chi? Mùi dạ hương huyết rũ. Ồ, mình đủ năng được rồi nè. Wow, mà mày không năng đâu. Nâng mệt lắm. Mình là đã nguyên ha. Ok, mình sẽ cho các bạn xem một cái trận mà mình cực kỳ yêu thích. Nhưng mà nó không dùng để mình quay đâu. Đây cái trận. Oh shit. Ok, cho các bạn xem luôn. Mình đố các bạn, đây là build the home bao nhiêu. Nhưng các bạn, mình sẽ cho các bạn xem hết. Đây là một cái builder horn. Yếu hay là yếu?
Nó chỉ xây cho lên thôi. Các bạn thấy chưa? Đây là một cái Beetlehorn level 9. Nhưng mà mình khuyến khích á, này bạn chơi Clash lên á, thì bạn đừng có để một mấy cái ô này. Đó. Mình thấy nhìn nó không có tiện, rất không có bao giờ tiện. Nhưng mà tiếp tục nhé. Đây mình sẽ thả mấy con lính cho nó dọn mình sạch luôn, giúp mình. Rồi dùng tướng rộng lên, nhìn giống như chiếc quân. Chắc là ông này mình đang bàn khoảng thì nó không chịu ăn cái bia rồi giùm mình. Sẽ nào, sẽ nó chung hết nhé. Trời, nhìn nó bắn rồi. Một phát, đấy. Mình khuyến khích các bạn đừng có bao giờ để như vậy nhé. Rồi, tiếp tục nào. Let's go. Tiếp tục. Chấm hỏi. Bồ Miner kìa. Giờ sau khi chơi, mình sẽ nâng lên để có baby. Baby Tiểu Long. Sau khi có baby Tiểu Long rồi thì thôi. Ồ, có Queen luôn à. Mới sẽ hơn 8 thôi. Oh shit. Thử coi. Không có được nè. Chín ơi, đừng ăn cái gì hết, ăn cái nhà chín giùm tao. Thả bữa. Cái nông có ít gì đâu, nó chỉ làm cho đối phương chậm thôi. Ồ, ok. Hay quá, anh em rồng. Ăn hai sai giùm ta cũng được mẹ ơi. Ôi rồi, không sao. Một sai cũng đủ. Không có gì. Để xem cái thằng nào nó đánh nặng mình không nha. Ở cái phía bên đây là dễ ăn nhất nè. Ok, kiếm một trận thôi. Dù sao cũng nhiều vàng mà, không sợ. Đúng rồi.
rồi hai ca ngọc, ở lượm hai ca dầu. Qua đi. Ok. Để lấy được thứ sao cái đó. Ô. Thôi. Inferno kìa, Inferno 5 tiếng. Thôi dễ kính chứ. Hai ca nhỏ đi. Hai ca. Ủa, kìa kìa. Sao anh mời mà sao? Rồi anh Lâm là để xem cái Inferno. Trời ơi, hai tiên. Trời, cái tháp cung kìa, nó tẻ kìa. Đó, Inferno 5 tiên là vậy đó. Xong, một sao. Chốt. Thế thôi. Xong một cái thử sao. Yeah. Mười lăm phút. Nãy giờ nâng cái trí một giờ. Để đi giàu mà từ hết cả. Ta sẽ ngắm nhìn. Trời, trời giờ lành mạnh nha. Ừ, thằng này thì chắc cũng được. Ok, đấu một trận thôi các bạn ơi. 20 phút. Trời, cái lò nung nó để bên trong. Giờ sao đây mới chết. Có chưa bay được. Thì cái lò nung giùm ta, phá hủy lò nung đi. Gặp tướng ngon. Phá nó. Thôi. Biết ngay mà. Dùng cung tỉa là được rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nếu bạn thấy thích video này, hãy để cho mình một like, một share và subscribe nhé. Còn bạn nào có ý tưởng chơi đánh sai con gì đó
thì cứ comment ở phía dưới để mình làm. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các bạn.